Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 212, Womb. Womb là những thực thể bị động, bán gây hại mang hình dạng của một con axolotl nhồi bông, sặc sỡ, mũm mĩm và trong trạng thái còn mới. Cho đến nay, chỉ có duy nhất 7 trường hợp bắt gặp các thực thể này tại level 18, level 25 và level 998 được xác nhận. Vì sự xuất hiện của Womb ở nhiều level khác nhau, người ta đã đặt ra giả thuyết về khả năng trú ngụ của Womb tại các level khác nhau, nhưng điều này hoàn toàn chưa được khám phá. Womb là một thực thể có khả năng di chuyển khá hạn chế, thế nhưng đổi lại thì thực thể này sử dụng sóng xung kích như một phương thức di chuyển nhanh chóng. Womb sẽ nén cơ thể lại, khiến cho các vật thể hoặc không khí xung quanh thực thể trong bán kính 1 mét dính chặt vào với nhau. Sau khi hoàn thành, thực thể sẽ giải phóng vật chất nén, tạo ra một đợt sóng xung kích trong phạm vi khoảng 3 mét, đồng thời phát ra âm thanh như tên gọi của chúng, Womb. Được rồi, chúng ta sẽ trở lại với phần chính. Việc này sẽ tạo lực đẩy khiến cho Womb di chuyển nhanh hơn, xa hơn. Tuy thực thể này không gây hại và hoàn toàn ôn hòa, việc tiếp xúc với loại sóng xung kích trên sẽ gây ra các triệu chứng bao gồm đau đầu, đau cơ, buồn nôn, ảo giác thính thị. Các triệu chứng trên sẽ kéo dài trong vòng 30 giây hoặc 7 phút. Bên cạnh đó, do đặc tính ôn hòa, thân thiện, Womb thường có xu hướng ít tạo sóng xung kích khi ở gần con người. Có giả thuyết cho rằng Womb hành xử như trên nhằm thu hút con người đến và đem chúng đi như một phương thức di chuyển do khả năng tái tạo sóng chậm. Tuy nhiên, giả thuyết trên vẫn chưa hoàn toàn được xác nhận. Cho đến nay, không có bất kỳ báo cáo nào về trường hợp ghi nhận những thực thể này có hành vi cố ý gây hại đến con người. Thực thể số 212, Womb, mặc dù là một thực thể trông vô hại, nhưng chúng lại sở hữu nhiều đặc tính dị thường, ví dụ như không bị ảnh hưởng bởi trọng lực và có thể là bất tử, do những thực thể này có thể sống sót sau những đợt tấn công của thực thể số 104. Và đồng thời thì Womb cũng có cả tri giác, ngoài việc sở hữu thị lực cực kỳ tốt, song thính lực của Womb lại tương đối kém. Đồng thời thì Womb được cho là không có các cơ quan nội tạng, do không có bất kỳ trường hợp nào báo cáo về việc thực thể cần tiêu thụ thức ăn hoặc đồ uống. Và mình đã nói ở trên, đó chính là khả năng di chuyển của Womb trên mặt đất là cực kỳ kém. Tuy nhiên thì các chi của chúng vẫn có thể cử động để bơi trong khoảng cách ngắn. Và giờ, chúng ta sẽ đến với những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với Womb. Bạn nên tránh xa ít nhất 3 mét khi thực thể có ý định tạo ra sóng xung kích. Nếu bạn sợ rằng mình không có đủ thời gian để phản ứng, thì đừng lo, bạn sẽ có đủ thời gian để quan sát khi thấy thực thể này nén cơ thể của mình lại. Nếu bạn gặp một Womb, thì bạn hãy khiến cho thực thể đó biết rằng bạn đang ở đó thông qua tương tác bằng mắt. Từ đó, giảm thiểu khả năng chúng tạo ra sóng xung kích hơn. Nếu bạn bắt gặp thực thể số 212 khi đang bị truy đuổi bởi các thực thể thù địch khác, hãy ném Womb vào các thực thể thù địch đó, vì theo ghi chép thì sóng xung kích của Womb có khả năng khiến những thực thể thù địch bất động trong một khoảng thời gian ngắn, và điều này sẽ câu đủ thời gian để bạn trốn thoát. Thế nhưng bạn hãy chấp nhận gánh lấy mọi rủi ro khi thực hiện việc trên, vì nếu bạn không căn đúng thời gian thì có thể bạn sẽ bị trúng sóng xung kích, và điều gì xảy ra tiếp theo thì mình không chắc đâu. Và điều cuối cùng đó chính là không nên tấn công Womb, vì Womb có khả năng hồi phục và cũng có thể phản kháng lại bằng sóng xung kích. Nhưng tất nhiên việc Womb có phản kháng lại hay không thì cũng chỉ là giả thuyết của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.